Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trả lời bạn xem truyền hình về quy định nộp thuế thu nhập cá nhân và một số vấn đề khác mà bạn xem truyền hình quan tâm. Văn hóa lễ chùa đầu năm. Anh Hoàng Minh Hải, thành phố Thanh Hóa hỏi, xin cho tôi biết năm 2024, lương bao nhiêu phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Trường hợp nào được giảm thuế? Vấn đề anh hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Tại Điều 1, Nghị quyết 954-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng một tháng, 132 triệu đồng một năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng. Như vậy, người lao động sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi có thu nhập từ tiền lương, tiền công lớn hơn 11 triệu đồng một tháng, 132 triệu đồng một năm, sau khi đã trừ các khoản tiền như tiền đóng bảo hiểm bắt buộc, các khoản từ thiện nhân đạo, các khoản miễn thuế theo quy định. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng, tức là nếu có một người phụ thuộc thì lương của người lao động phải trên mức 15,4 triệu đồng một tháng thì mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế có hai người phụ thuộc thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công vượt trên 19,8 triệu đồng một tháng. Trường hợp được giảm thuế, các trường hợp giảm thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 5 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007. Cụ thể, đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Chị Nguyễn Thị Thủy, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa hỏi, những trường hợp nào bị thu hồi nhà ở xã hội? Vấn đề chị hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo Điều 136 Luật Nhà ở năm 2014, những trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở xã hội được quy định như sau. Những trường hợp bán cho thuê mua nhà ở không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện theo quy định. Những trường hợp người thuê mua đã hết thời hạn thuê theo hợp đồng mà bên thuê không còn nhu cầu thuê tiếp hoặc khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở. Những trường hợp mà bên thuê mua trả lại nhà ở đang thuê mua. Những trường hợp bên thuê mua nhà ở không nộp tiền thuê nhà ở từ 3 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng. Những trường hợp nhà ở cho thuê mua thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Những trường hợp bên thuê mua sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà ở hoặc tự ý chuyển đổi, bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở hoặc tự ý đục phá, cơi nới cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê mua. Đi lễ đền chùa, đến những nơi tâm linh dịp đầu năm là nét đẹp văn hóa của người Việt. Mọi người đi lễ không chỉ cầu những điều may mắn, an lành cho bản thân, gia đình, mà còn bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Đức Phật Tổ tiên. Tuy nhiên, bên cạnh những nét đẹp văn hóa cần được duy trì, phát triển, thì hiện nay văn hóa đi lễ đền chùa đầu năm còn một số tồn tại cần được khắc phục. Những ngày đầu xuân, lượng du khách đến du xuân chiêm bái đền Cờ Đặt, huyện Thường Xuân khá đông. Theo ước tính, mỗi năm vào mùa lễ hội, đền Cờ Đặt thu hút tới hơn 50.000 lượt du khách tới tham quan. Ban quản lý di tích lịch sử đền Cờ Đặt đã lên các phương án, quy hoạch các điểm bán hàng, bố trí lực lượng, phân luồng tại các điểm chính dẫn vào di tích và khu vực nội tự. Bên cạnh đó, ban quản lý di tích còn có các bảng hướng dẫn, lưu ý du khách cần thực hiện những quy định khi vào nơi thờ tự. Đơn vị chúng tôi cũng đã xây dựng cái phương án chỗ nào là sắp lễ, chỗ nào đưa vào dâng hương, chỗ nào là tổ chức các cái hoạt động của trong lễ hội thì đều bố trí theo cái phương án. Bên trong nội cung thì năm nay là theo cái quy định của ban tổ chức là không bán hàng ở bên trong cung, và đối với cái đội ngũ rút thẻ rồi kêu thay bái đỡ là năm nay chúng tôi là kiên quyết là xử lý để đưa ra khỏi khu vực nội cung và đưa ra
cõi cung để làm sao đấy để cho du khách là có một cái khoảng dâng hương xong để yên tĩnh vãn cảnh. Tại các điểm tâm linh khác như Phủ Na, huyện Như Thanh, đền Am Tiên, huyện Triệu Sơn, có thể thấy năm nay các hoạt động mê tín dị đoan lợi dụng lễ dâng hương thực hiện các hành vi trái pháp luật, kêu thay, bái đỡ, thực hiện các hành vi bùa, rút thẻ, rút quẻ đã được ngăn chặn. Đặc biệt, nạn ăn mày ăn xin không còn diễn ra tại các di tích. Để làm được điều này, các ban quản lý di tích phối hợp với chính quyền địa phương ngay từ trong năm thống kê số hộ còn khó khăn, vận động hỗ trợ người dân, cam kết không đến những khu vực tâm linh để ăn xin. Đây cũng là nỗ lực của các ban quản lý di tích góp phần giải quyết được vấn đề còn tồn tại nhiều năm nay, tạo hình ảnh thân thiện văn minh trong nếp sống văn hóa về tổ chức lễ hội. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, các hoạt động bán hàng, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được các ban quản lý đền chùa thực hiện khá đồng bộ. Xác định được cái lượng du khách về với Phủ Na vào cái dịp đầu xuân thì chúng tôi cũng đã lường trước được. Từ đó chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và đề ra các cái phương án thật là kỹ lưỡng trong cái việc đón tiếp du khách. Đó là tổ chức theo các cái quy hoạch về các cái gian hàng, các cái vị trí phục vụ du khách được tốt nhất để cho người dân thật sự là nói là hài lòng và yên tâm khi về với khu di tích Phủ Na. Chúng tôi phối hợp với lại phụ nữ của ủy ban thị trấn. Đầu tiên là tôi làm cái vệ sinh môi trường đầu tiên cho khu di tích. Cái thứ hai là phối hợp với lại cấp ủy chính quyền ủy ban thị trấn cùng với lại lực lượng an ninh của thị trấn là làm các vấn đề về an toàn thực phẩm cho du khách, là phải đăng ký các hàng quán to nhỏ mà liên quan đến thực phẩm thì phải đăng ký các mặt hàng, phải giới thiệu đúng cái mặt hàng có cái giấy phép được đăng ký trong cái vấn đề bán cho du khách thập phương để an toàn trong cái vấn đề dịp lễ đầu xuân năm 2024. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hiện có trên 1.500 di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh được xếp hạng và đưa vào danh mục quản lý. Trong những ngày đầu năm mới 2024, tại nhiều khu điểm di tích tâm linh, đông đảo du khách thập phương đã về dâng hương, thưởng lãm. Với nhiều người, đi lễ chùa đầu năm không chỉ giúp con người thư thái mà còn giúp mỗi người thêm hiểu biết về nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Với sự nỗ lực của ban quản lý các di tích lịch sử, đa số người dân khi đi vãn cảnh chiêm bái đều rất phấn khởi, hài lòng. Cách tổ chức rất được chu đáo và mọi lễ nghi thì đều được như thế, là các nhân viên phục vụ là chỉ dẫn đến nơi đến chốn. Bà con chúng tôi đi chùa rất vui lòng, vệ sinh môi trường là rất chu đáo, đảm bảo cho bà con là đi sinh hoạt và an ninh trật tự là rất đảm bảo. Tôi thì tôi thấy là năm nào thì cũng đến đây đấy, thì không khí là vô cùng náo nhiệt ạ. Đấy, mọi người thì đến đây cũng tâm nguyện là muốn cầu lộc cầu bình an. Và tôi thấy là đến đây là ăn mặc là quần áo thì là rất là chi là nghiêm trang. Tuy nhiên, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường khiến cho việc du xuân lễ chùa đầu năm vẫn tồn tại một số hạn chế. Một số đền chùa vẫn còn hiện tượng người dân đặt tiền lẻ trên bàn thờ. Bên cạnh đó, tình trạng lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan mặc dù đã được hạn chế nhưng vẫn còn tồn tại ở một số nơi. Đặc biệt ở một số lễ hội, số lượng người dân đến cúng cầu an, dâng sao giải hạn, dâng vàng mã, mâm to mâm nhỏ chen chúc nhau vẫn còn diễn ra. Việc đốt nhang, khói nghi ngút tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, nhất là ở những nơi tụ tập đông người. Việc đi lễ đền chùa không chỉ giúp cho người dân giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, ghi nhớ công ơn của ông bà tổ tiên, mà còn hướng con người tới chân thiện mỹ. Để nét đẹp trong văn hóa truyền thống luôn được phát huy và gìn giữ, mỗi người dân khi tham gia du xuân, lễ chùa và tham dự các lễ hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm, hướng đến những điều chân thiện mỹ, tránh những hành động tiêu cực làm mất đi hình ảnh đẹp trong lễ hội đầu năm. Chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.